Liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú ở Bình Dương mà Nóng 24 giờ đã thông tin đến quý vị trong bản tin hôm qua. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy thảm khốc này. Tại cuộc họp báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập nguồn điện gây cháy từ vách, cách âm của quán, nguồn nhiệt phát sinh nhanh. Đáng nói khi phát hiện khói ở tầng 3, phòng 303 gồm 4 người, có nhân viên gọi báo có cháy, nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát tiếp. Trong đó có phòng còn chốt cửa lại để hát, thưa quý vị. Chủ trì buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 33 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Nạn nhân tử vong được ghi nhận gần nhất là một nhân viên nữ của quán karaoke bị tử vong tại bệnh viện do nhảy từ trên tầng cao xuống đất. Được biết, liên tiếp năm 2019, tháng 4 và tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Thuận An đều tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke này. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Thuận An tiếp tục kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở này, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, như thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định, duy trì chế độ bảo trì bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định. Qua công tác quản lý, kiểm tra tại cơ sở karaoke An Phú, Công an thành phố Thuận An chưa phát hiện các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở. Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tại cuộc họp báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết các nạn nhân đã uống rượu bia trong tình trạng lơ tơ mơ. Khi nhân viên gọi có cháy thì khách không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng để hát tiếp. Nhân viên đã hướng dẫn chạy ngược lên sân thượng và chạy xuống dưới tầng trệt. Những người theo hướng dẫn của nhân viên này đều đã được cứu sống. Một số khách sau khi có cháy không theo hướng dẫn của nhân viên và chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại ở bên trong. Như vậy càng bị thiếu oxy và khi có khói thì chỉ 5 đến 7 phút sau là tử vong. Thưa quý vị, ngay sau vụ cháy quán karaoke thảm khốc tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương khiến hàng chục người tử vong, mới đây thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có khá nhiều tụ điểm vui chơi giải trí đã đẩy mạnh công tác tổng kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố. Động thái này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý, hệ thống phương tiện phòng và chữa cháy, các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở, điều kiện an toàn về điện, về kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo, kiểm tra khoảng cách phòng cháy chống cháy. Cùng với đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng và cách tự kiểm tra thường xuyên các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại quán. Sau khi kiểm tra, đoàn đã có những hướng dẫn cụ thể để các cơ sở nhanh chóng khắc phục các lỗi vi phạm, khuyến khích các cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.